sẻ với mọi người về các khoản thưởng của một tư vấn viên hoạt động độc lập. Khoản thưởng đến từ danh hiệu thưởng, đến từ thưởng tháng, đến từ thưởng quý, đến từ thưởng đạt các danh hiệu lớn như là MDRT, như là COT. Ngoài ra thì em thấy có một mục rất là hay là cái Grand MDRT ấy. Mọi người thấy nó là con số là bao nhiêu, mọi người nhớ không ạ? 1.623. Vâng, 1.623. Vâng, con số này sẽ sát với một con số mà chúng em sẽ chia sẻ với mọi người. Là các chương trình thi đua. Vâng, các chương trình thi đua dành cho tư vấn viên. Không. Vâng, các chương trình thi đua dành cho... các chương trình thi đua dành cho tư vấn viên trong năm nay hoàn toàn là nước ngoài hết, không có chương trình nào chúng ta đi trong nước. Tư vấn viên mới thì sẽ đi Thái Lan, đất nước xứ sở chùa vàng, rất đặc biệt, nổi tiếng ngành du lịch. Mọi người muốn đi du lịch nước ngoài, chúng tôi nghĩ là nên đặt chân đến Thái Lan một lần. Và Thái Lan sẽ dành cho các tư vấn viên mới hoạt động trong 3 tháng đầu tiên với doanh số cá nhân là 99 triệu trở lên. Để chúng ta, đây là một điều rất đặc biệt để nếu chúng ta đưa các tư vấn viên vào trong đội ngũ của mình, trở thành người bạn đồng hành của mình trong tương lai. Và giúp, nếu như đưa các tư vấn viên vào một cơ hội nghề nghiệp cực hay với một cơ chế thưởng thưởng từ tiền đến các chương trình đi du lịch đều